Cũng giống như người thì mèo hoặc là chó nó cũng có thuốc ngừa thai đấy. Thuốc này thì có thể là ở dạng tiêm hoặc cũng có thể ở dạng viên. Thì thuốc này mọi người sẽ dùng khi mà không muốn mèo nhà mình có thai ngoài ý muốn, hoặc là mọi người không muốn nó triệt sản nhưng cũng không muốn nó mang bầu. Thì câu hỏi đặt ra là dùng thuốc này có sao không? Thì câu trả lời là dùng thuốc này không những có sao mà còn có chăng có luôn chị Hằng và chú Cuội nha mọi người. Thì mình cũng đã nhắn tin cho một vài trại mèo khá là lớn và uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh để tham khảo ý kiến. Thì phản hồi của các trại mèo đều là đừng nên dùng thuốc này nha mọi người. Thì một người bạn của mình có tâm sự là trước đây thì bạn ấy có cho mèo nhà bạn ấy dùng 2 viên thuốc ngừa thai này và kết quả là vẫn không ngừa thai được. Khi mà đàn mèo con mà đẻ ra ấy, thì có những bé thì bị bệnh này, có những bé thì bị bệnh kia, và sau đó là mèo mẹ bị viêm tử cung nha mọi người. Mình thấy là lúc mà mọi người mới tiêm hoặc là cho mèo uống thuốc ấy thì nó chưa xảy ra hệ quả gì lớn đâu, nhưng mà sau đó một thời gian á thì cũng khá là nhiều bé bị viêm tử cung nha. Nên là mình khuyên chân thành mọi người, nếu như mọi người không có ý định cho bé nhà mình đẻ thì thay vì dùng phương pháp này, mình hãy mang bé mèo nhà mình đến những cái cơ sở thú y uy tín để triệt sản cho bé nha. Giống như Trần Văn Sáng nhà mình nè, hơn 8 tháng tuổi thì mình mang bé đi triệt sản và chỉ sau từ 5 đến 7 ngày thì sức khỏe của Sáng đã hồi phục hoàn toàn và bây giờ Sáng ăn ngủ được, mỗi tội là lâu lâu bố láo với lại cả chớm với bà thôi.